Cao su là loại cây công nghiệp dài ngày, cung cấp mủ và gỗ cho rất nhiều ngành công nghiệp. Đây cũng là loại cây có giá trị kinh tế cao trong các lĩnh vực nông lâm công nghiệp. Trong các vùng trồng cao su chính ở Việt Nam, Đông Nam Bộ chiếm gần 70% về diện tích, nhưng đóng góp đến gần 80% về sản lượng, đồng thời cũng là vùng đạt mức năng suất cao nhất nước. Và hai năm gần đây, trong xu thế hướng đến một nền nông nghiệp sạch, người canh tác cao su vùng Đông Nam Bộ lại tiến hành khảo nghiệm một giải pháp canh tác mới, song song với giải pháp sản xuất truyền thống trước đây. Đó là ứng dụng phân sinh học để tăng cường sức sinh trưởng của cao su. Và giải pháp này đang được khuyến khích ứng dụng vì nó mang lại lợi ích thiết thực về nhiều mặt. Trên thị trường có quá nhiều loại phân sinh học và không phải loại nào cũng mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất. Trải qua trên 10 năm thảo nghiệm trên diện rộng, các nhà khoa học tìm ra giải pháp canh tác hiệu quả bằng một loại chế phẩm sinh học, và chế phẩm sinh học đó đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là biện pháp kỹ thuật mới, được khuyến cáo tăng cường sử dụng vào sản xuất an toàn theo hướng Việt Gáp. Phân sinh học thì chúng ta biết là nó cái cơ chế nó hoạt động, nó tác động kích thích cái hệ sinh vật trong đất, phát huy cái dinh dưỡng để mà giúp cho cây hút được cái dinh dưỡng thật là tốt. Và cái phân sinh học web thì cũng cho thấy là thành phần của nó cũng chủ yếu là hữu cơ và cái dung môi là đậu nành, rồi kết hợp với một số cái trích dược liệu từ thực vật, nó cũng giúp cho cái phát huy cái dinh dưỡng trong đất, và nó cũng giúp cho cái việc ngăn ngừa những cái sâu bệnh hại đối với cây trồng. Cây cao su là một trong nhiều giống cây trồng được khảo nghiệm nhiều năm qua bằng chế phẩm sinh học quét để không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng mũ cao su và tiếp tục phát triển bền vững loại cây công nghiệp dài ngày này tại các vùng trọng điểm. Chủ trương áp dụng các biện pháp canh tác hữu cơ sinh học là điều cần phổ biến hiện nay. Với thành phần chủ yếu được trích từ thảo dược thiên nhiên, phân bón sinh học này là loại phân sinh học thế hệ mới nhất, có công năng đào thải các chất độc trong đất, cải tạo đất cằn cỗi trở nên màu mỡ, phì nhiêu, làm giảm thiểu sâu bệnh cho cây. Ngoài khả năng huy động dinh dưỡng sẵn có trong đất cung cấp cho cây, chế phẩm sinh học này còn có khả năng tạo môi trường thích hợp, thu hút các loại sinh vật, vi sinh vật có lợi đến sinh sống và phát triển. Trong số đó có trùng đất, là loài rất hữu ích đối với sản xuất nông nghiệp. Thông qua hoạt động sống của mình, trùng đất sẽ làm cho đất tơi xốp, thoáng khí, nâng cao khả năng giữ nước, giữ dinh dưỡng của đất, tạo điều kiện cho rễ cây tăng trưởng, hút nước, dinh dưỡng nuôi cây. Phân của trùng đất sẽ là nguồn phân bón tự nhiên, giàu dinh dưỡng, đặc biệt là nitrogen, đạm, potassium, kali, phosphor, lân. Đây là những thành phần cần thiết để làm cho đất đai màu mỡ. Đối với cây cao su thì nhiều năm nay thì Trung tâm Khuyến nông cũng đã bố trí nhiều cái thí nghiệm quan sát từ cái cao su non đến các cái cao su mà trong thời kỳ thu hoạch đang khai thác. Thì đối với các cái cao su non thì do cái cao su đặc điểm mà chúng ta phải ươm nó từ trong bầu, sau đó chúng ta mới đưa ra ngoài đất, cho nên cái môi trường từ ở trong bầu sang cái môi trường mà nó đưa ra ngoài cái tự nhiên thì nó có rất nhiều cái yêu cầu, nhất là cái cây cao su non thì cái bước đầu khi mà chúng ta đưa ra ngoài đất thì cái cần thiết là chúng ta phải giải quyết cái bộ rễ cho nó, để làm thế nào cái bộ rễ đó nó có thể phát triển mạnh thì nó mới cho cái bộ lá tốt, cái bộ lá tốt thì có như thế thì nó mới hấp thu được nhiều cái dinh dưỡng và nó cho cây cao su khỏe mạnh. Thì cái này kinh nghiệm nhiều năm qua thì là khi trước khi chúng ta đưa cây con ra, khi chuẩn bị cái bầu, chuẩn bị cái hố để mà chúng ta trồng cây con đó, thì chúng ta ngoài cái việc chúng ta đào theo đúng theo yêu cầu thì còn lại một cái yêu cầu hết sức là quan trọng đó, là chúng ta phải bón cái phân chuồng. Thì khi mà chúng ta cái bón cái phân chuồng, sau đó chúng ta bón cái phân sinh học quét này vào thì nó sẽ phát huy cái tác dụng rất là cao. Khi cái phân này, phân quét nó đưa vào thì nó giúp cho cái bộ rễ sau khi chúng ta từ bầu đưa ra nó phát triển rất là mạnh và cái bộ lá nó phát triển rất tốt. Chính vì vậy thì nó sẽ hạn chế được cái sâu bệnh
cũng như nó chống chịu được cái thời tiết khắc nghiệt khi mà chúng ta đưa từ cái bầu sang đồng bề đất. Hoạt chất hữu cơ của phân sinh học này được trích ly từ một số loài cây hoang dại, sinh vật và vi sinh vật có tính chống chịu cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bốn hoạt chất chính, chất điều tiết sinh trưởng ở dạng cusin và cytokinin, các axit nucleic bao gồm ARN và AND, glycosid và vitamin. Chính các thành phần trên tác dụng làm cân bằng trạng thái sinh học trong đất, trong nước, giúp cho các vi sinh vật có lợi tăng nhanh số lượng. Các hóa chất dễ hấp thụ như nitơ, lân, kali dễ tiêu, vi sinh cố định đạm, vi sinh phân giải lân, vi sinh phân giải cellulose tăng lên gấp bội. Tác động sinh học của phân sinh học này trực tiếp kích thích, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát sinh, phát triển của hệ thống vi sinh vật đất. Trên thực tế, hai tác động kể trên luôn tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau và khó phân biệt được hiệu quả riêng biệt của chúng. Giải pháp sinh học này đã đem lại kết quả khả quan về năng suất, chất lượng, sự tăng trưởng của cây cao su, vùng cao su Đông Nam Bộ. Tôi có một cái vườn cây mà nó còn tơ đó là khoảng 2 năm tuổi. Thì những cái cây mà nó bị nứt rồi nó xì mũ rồi nó da cóc rồi những cái cây mà chết nhanh chết chậm đó thì nó lên khoảng chừng 1,5 m đến 2 m thì nó đứng nó vàng rồi từ từ nó sẽ chết. Thì tôi cũng có đem làm thí nghiệm những đề đó rồi tôi đem vô tôi tưới thì khoảng từ từ rồi tôi thấy nó bình phục lại, nó xanh, nó sẽ lên bình thường cũng như trước đây. Còn cái vụ mà xì mũ mà nó xì cái cây mà đang xì đó thì nó cũng giảm hẳn luôn. Còn cái cây mà nó làm như là cái da cóc nó phù sành sùi kỳ lắm thì tôi tưới nó trong vòng 1 tháng tôi thấy nó bình phục. Cái phần mà thí nghiệm đó thì trước đây nó cái lượng mũ nó ít, sẵn cái hàm lượng nó thấp, như vừa qua tôi sử dụng phun web thì vậy là cái so với đối chứng thì hiện nay thì cái phun web có hiệu quả. Về cái sản lượng đó thì nó tăng lên so với ban đầu, và cái hàm lượng chất khô so là cái tính cái hàm lượng chất khô đó thì là nó cao hơn cái phần đối chứng. Đối với cây cao su, vào giai đoạn kinh doanh là thời kỳ sinh trưởng quan trọng, cây vừa tăng trưởng vừa sản xuất mũ, trái, hạt lại phải thay lá hàng năm. Khi được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, cây sẽ có bộ tán tốt, tạo sự quang hợp cao, giúp cây tăng trưởng nhanh, kháng được các loại sâu bệnh và cho sản lượng cao. Nếu được chăm sóc tốt, năng suất mũ quy khô đạt từ 2 đến 2,5 tấn một hecta mỗi năm. Mặc dù dinh dưỡng cây lấy đi theo sản phẩm không nhiều, nhưng nhu cầu dinh dưỡng cho cây sinh trưởng và phát triển khá cao. Theo tính toán của các nhà khoa học, thì để cho 3 tấn mũ một hecta một năm, cây cao su đã hút đi từ đất 18,9 kg đạm, 3,8 kg lân, 12,9 kg kali và các chất trung lượng như canxi, magie, lưu huỳnh và các chất vi lượng như mangan, sắt, bo, molybden, kẽm, đồng. Chính vì thế, cung cấp đủ dinh dưỡng trong giai đoạn này là rất quan trọng. Đối với giai đoạn kinh doanh thì mấy năm vừa rồi tụi tôi cũng theo dõi ở khu vực Tân Châu với Tân Biên, hai cái huyện có cái diện tích cao su tương đối lớn của tỉnh. Thì khi mà chúng ta bắt đầu vào giai đoạn thu hoạch là nhất những cái thời gian gần đây cái giá cao su tương đối cao, cho nên bà con mình là đa số khi mà thấy cao su có giá cao thì tranh thủ cạo, mà có những cái có thể có những cái chỗ mà tăng cường cái cường độ cạo này để chúng ta lấy được mũ. Và chính vì vậy mà nó cây cao su nó cũng một phần làm cho cây cao su nó yếu đi. Thì vừa qua chúng ta thấy rằng một số cái diện tích nó bị cái bệnh đốm lá, bị cori. Thì như vậy là cũng một trong những cái yêu cầu đó là sau khi chúng ta khai thác nặng như thế thì chúng ta tìm cách trả lại. Chúng ta nghĩ là bây giờ chúng ta phải bón nhiều phân đạm hóa học, phân hóa học để cho cái cây cao su để trả lại để nó có thể mùa sau nó cho năng suất. Nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta dừng đơn thuần cái phân hóa học không thì một là thí dụ chúng ta sử dụng nhất là cái ure đó thì cái mất mát trong cái tự nhiên do cái bốc hơi, do cái trực di, do cái rửa trôi, mấy cái này đó, nó góp phần cho cái sử dụng cái hiệu quả cái phân ure trong tự nhiên trong cái hóa học, phân hóa học đó, rất thấp, khoảng từ 4 tới chỗ 60% thôi. Còn nếu mà chúng ta thêm vô cái phân sinh học, cái quét này
thì chúng ta sẽ giúp cho cái bộ rễ cũng như cái quá trình là giúp cho các cái vi sinh vật ở trong đất nó sẽ hoạt động tốt và giúp cho tăng cái hữu hiệu sử dụng cái phân hóa học. Cho nên chính vì vậy chúng ta có thể là hạn chế tiết kiệm được cái phân hóa học khoảng 50%. Thì vừa qua thì coi như Bộ Nông nghiệp cũng như Cục Trồng trọt cũng đã công nhận là cái quy trình cũng như cái phân sinh học quét là một cái tiến bộ kỹ thuật. Từ kết quả khảo nghiệm trên vườn cao su của vùng Đông Nam Bộ, với diện tích canh tác lớn, các nhà khoa học đã đưa ra biện pháp hiệu quả nhất trong việc ứng dụng phân sinh học quét trên cây cao su. Biện pháp này vừa giúp người canh tác cây cao su mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa mang tính sản xuất nông nghiệp bền vững, thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo an toàn với người tiêu dùng. Tăng cường sức đề kháng của cây cao su là một phương pháp hiệu quả cho quá trình sinh trưởng. Có sức đề kháng tốt thì cao su đủ sức chống chịu với các loại bệnh hại thường xảy ra như nấm hồng, phấn trắng, loét sọt mặt cạo, cây sinh trưởng mạnh mẽ hơn. Điều này dễ thấy sau 30 ngày tiến hành bón phân cho cây. Đặc biệt qua các vườn sản xuất đối chứng 2 năm qua, các nhà khoa học ghi nhận khi áp dụng biện pháp sinh học này, cây sẽ cho lượng mủ ổn định, cao hơn 10% so với vườn cao su sử dụng phân bón hóa học. Quy trình ứng dụng đó được tiến hành cụ thể như sau. Cách hiệu quả nhất là tưới vào gốc, 15 lít phân sinh học pha với 600 lít nước theo tỷ lệ 1:40. Sau đó tưới đều cho 500 đến 550 gốc cao su. Bình quân mỗi gốc cao su tưới đều 1 lít dung dịch phân đã pha. Dung dịch được tưới đều xung quanh gốc cao su, bắt đầu từ miệng cạo xuống tới đất. Thời điểm tưới là vào mùa cạo mủ. Cách 2 tháng tưới 1 lần. Bình quân 1 năm có 4 lần tưới, từ đầu mùa mưa đến hết mùa mưa. Việc làm này nó có tác dụng là khi chúng ta đổ cái phân quét xuống dưới gốc của cây cao su, phân quét sẽ có tác động đến vùng đất xung quanh của cây cao su, giúp cho hệ rễ của cây cao su phát triển rất tốt, cải tạo đất, tăng dinh dưỡng, màu mỡ, thay đổi một cái môi trường từ cái môi trường bị ô nhiễm, không sạch bệnh sang một môi trường sạch bệnh. Và do đó thì phân quét vừa cải tạo được đất nhưng lại vừa tăng cường cái sức đề kháng cho cây cao su. Do đó cây cao su được sử dụng phân quét sẽ có cái sức đề kháng đối với sâu bệnh rất tốt và đồng thời cũng tăng cường phát triển rất là mạnh. Thường thì sau khi cung cấp dung dịch cho cao su được 10 ngày thì miệng cạo trên thân cây cao su mềm ra và sau 20 ngày thì lượng mủ tươi sẽ tăng từ 5 đến 10% và chỉ số latex, tức là độ mủ thuần quy khô, sẽ tăng từ 1 đến 2 đơn vị. Nếu ứng dụng biện pháp sinh học này, người sản xuất có thể tiết kiệm được nhiều chi phí trong canh tác. Như một hecta cao su, ứng dụng biện pháp canh tác truyền thống như trước đây, người sản xuất phải sử dụng từ 2 tấn rưỡi đến 3 tấn phân hóa học. Với biện pháp sinh học thì người sản xuất giảm được từ 50 đến 60% lượng phân hóa học, tiết kiệm được từ 12 đến 15 triệu đồng một hecta. Đó là chưa tính đến việc tiết kiệm được chi phí sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đây là một loại phân sinh học. Thì khi sử dụng nó thì sau một tuần thì sử dụng cao su thì mình tưới hoặc mình phun trên lá thì ra vỏ cao su rất mềm. Thì cạo nó dễ cạo, nó mềm thì nó thông mủ là dễ cạo. Điều bắt buộc khi tiến hành pha dung dịch phân sinh học này là trước khi pha phải lắc đều bình phân, khi pha phải khuấy ngược chiều kim đồng hồ, không pha phân sinh học này chung với bất kỳ chất hóa học nào khác. Khi bón phân, đất cần có độ ẩm tương đối. Cây cao su được trồng độc canh và tập trung trong vùng có khí hậu nóng ẩm và mưa nhiều, cho nên sự thiệt hại do bệnh và cỏ dại cũng tăng là điều không thể tránh khỏi. Các bệnh thường gặp trên cây cao su: bệnh phấn trắng, bệnh héo đen đầu lá,
cháy nắng, bệnh vàng lá Corynespora. Nhưng bệnh vàng lá là một trong những bệnh nguy hiểm, có khả năng gây hại cho nhiều bộ phận của cây cao su ở mọi giai đoạn sinh trưởng của cây và bệnh xảy ra quanh năm. Nhiều dòng cao su vô tính trở nên mẫn cảm do nấm hình thành nhiều nòi sinh lý mới. Triệu chứng của bệnh có sự biến thiên lớn, nhất là trong 3 năm trở lại đây, gây trở ngại cho nhận diện bệnh. Dịch bệnh xuất hiện do độc canh một dòng vô tính trên diện tích lớn và sự biến đổi thời tiết trong vài năm gần đây. Tác nhân gây bệnh là nấm Corynespora cassicola. Đây là loại nấm có tác hại lớn. Chúng có thể ký sinh trên 300 loại cây thuộc nhiều họ khác nhau, trên 80 quốc gia, thuộc nhiều vùng khí hậu, từ nhiệt đới đến ôn đới. Nấm xâm nhập chủ yếu ở mặt dưới lá qua biểu bì. Bào tử có khả năng tồn tại trên vết bệnh hoặc đất với thời gian dài. Trên lá cao su khô, nấm vẫn tồn tại và giữ nguyên khả năng gây bệnh đến 1 năm. Mức độ gây hại thay đổi tùy theo vùng địa lý. Trong quá trình sinh trưởng, nấm còn tiết ra chất độc, cecetoxin. Hợp chất này rất độc cho cao su, cho nên chỉ với một vết bệnh nhỏ trên gân lá chính cũng đủ gây rụng lá. Lá cao su dưới 2 tuần tuổi là giai đoạn mẫn cảm cho nấm xâm nhiễm. Thực tế có nhiều phương pháp đồng bộ để ngăn chặn bệnh này, như giống, biện pháp canh tác. Theo cách truyền thống là chỉ có biện pháp hóa học, nhưng 2 năm qua, các nhà khoa học đã khảo nghiệm trên diện rộng bằng biện pháp sinh học. Đây là biện pháp an toàn. Chúng ta làm là bắt đầu từ đất. Thì cái môi trường đất nó thông thoáng, nó sạch sẽ, nó tươi xốp á, thì cái rễ cây nó mới hấp thu được một cách dễ dàng, từ đó nó mới nuôi cho cái cây khỏe được. Thì cái phân quét này ngoài cái chức năng chính á, là nó cung cấp nguồn dinh dưỡng cho đất, thì bên cạnh đó nó còn có chức năng nữa là cải tạo đất. Cải tạo ở đây là chúng ta nghĩ đến cải tạo hai yếu tố cơ bản. Yếu tố thứ nhất là cải tạo cái cân bằng cái độ pH trong đất. Những đặc biệt là những nơi mà cái đất sáng bạc màu hay là đất cát pha, đất nhiễm phèn, nó làm cho cái độ pH từ trong đất này từ cái môi trường pH thấp trở thành cái môi trường pH trung tính. Mà cái môi trường pH đất trung tính thì nó làm cho những cái muối dinh dưỡng cái muối nó hòa tan dễ hơn, từ đó là làm cho cái rễ cây hấp thụ dễ dàng hơn, thì nó nuôi dinh dưỡng cây khỏe, thì nó cái cây khỏe thì nó có khả năng chống chịu được với lại sâu bệnh hoặc là thời tiết khô hạn hay là thời tiết ngập lụt. Cái đó là một cái chức năng cơ bản cải tạo đất là đó. Bên cạnh đó thì cái quét nó còn có chức năng cơ bản thứ hai là nó cải tạo cái hệ thống vi sinh vật, hệ thống sinh vật có ích trong đất, chẳng hạn như là những cái vi sinh vật có ích như là trùng đất. Thì bà con biết là cái trùng đất là cái máy cày không công, không? Khi mà cái đưa cái phân quét này vào á, thì cái môi trường nó làm cho cái trùng đất sinh sôi nảy nở ngày càng một gia tăng. Thì một cái trên một diện tích 1m² á, mà cái trùng đất gia tăng càng nhiều chừng nào á, thì nó làm cho cái hệ thống đất mình nó thông thoáng như đó. Nó thông thoáng á, thì nó làm cho để cây hấp thụ dinh dưỡng cũng như hấp thụ nước một cách dễ dàng, thì nó làm cho cái cây phát triển khỏe hơn. Xử lý phân sinh học này trên từng gốc cao su hay xử lý đại trà trên toàn vườn cây vẫn cho hiệu quả cao. Trên diện tích 1 hecta, lần thứ nhất 20 lít phân và với 800 lít nước xử lý xuống gốc, 5 lít phân và với 600 lít nước phun lên lá, phun ướt sương mặt dưới của lá cao su. Cách kết hợp xử lý vừa tưới gốc vừa phun dung dịch phân qua lá cho hiệu quả cao. Thường thì sau 2 tháng xử lý, cây cao su sẽ cho thu hoạch mũ bình thường như cây khỏe mạnh. Cách nhau 20 ngày, người sản xuất xử lý một lần. Lần 2, lần 3, dùng 15 lít phân và với 600 lít nước để xử lý. Trong khi xử lý, tốt nhất là người sản xuất ngừng khai thác mũ cây cao su trong 2 tuần. Qua 3 lần xử lý như trên thì cây cao su sẽ phục hồi 95%. Đối với các cái loại mà
sâu bệnh hại trên cây cao su thì phân quét cũng góp phần tích cực để giúp cho cây cao su được hồi phục rất là tốt. Cụ thể như bà con sẽ thấy là trên cái bệnh vàng lá cao su Codinet vừa rồi thì đối với phân quét thì cũng đã tham gia hồi phục rất là tốt đối với cây cao su bị bệnh. Tại sao thì phân quét làm được điều này? Xin thưa bà con là sâu bệnh thì thường là nằm trong đất. Đó là nơi lưu trú, đó là nơi phát tán và ẩn nấp của các cái loại sâu bệnh hại, nhất là các cái bệnh vi khuẩn, nấm bệnh. Đối với Corinet cũng vậy. Khi cây cao su chúng ta bị phát bệnh, hệ rễ cây cao su sẽ bị ảnh hưởng, lá sẽ bị vàng. Khi chúng ta sử dụng phân sinh học quét để chúng ta can thiệp thì môi trường đất sẽ được cải thiện, hệ vi sinh vật sẽ được tăng lên, và như vậy thì vi sinh vật có ích sẽ khống chế được vi sinh vật gây bệnh, và đồng thời cái môi trường đất cũng đã tạo điều kiện rất là tốt để cây cao su có thể kháng được một số các cái loại bệnh hại chính. Do đó bà con thấy vừa qua cái cao su bị vàng lá có sử dụng phân sinh học quét trong khoảng 20 ngày cho đến 30 ngày thì sức hồi phục rất là mạnh và sự tái lập lại cái bệnh đó thì nó không có. Thường thì lúc ứng dụng phân sinh học, cây cao su đang trong thời kỳ lấy mủ. Chính vì vậy mà khi xử lý phân, người sản xuất phải cạo theo phương pháp D3 cho đến khi lượng mủ tăng bằng lúc cây khỏe mạnh và dần dần chuyển sang cạo theo quy trình kỹ thuật. Điều dễ nhìn thấy trên vườn cao su sau khi xử lý phân lần 2 là lá bệnh sẽ chuyển sang màu vàng khá nhanh và tất cả lá bệnh sẽ rụng để chuẩn bị cho một chu kỳ lá mới, xanh hơn, khỏe hơn. Sau ngày thứ 20, lượng mủ bắt đầu tăng trở lại khoảng 5%. Lá bệnh chuyển vàng càng nhanh thì vườn đó phục hồi càng sớm. Vườn cao su giữ độ ẩm đất tối thiểu từ 50 đến 60%, được cung cấp thêm phân chuồng đã qua xử lý, càng nhiều càng tốt và có thể tăng thêm từ nửa cho đến 1 lít dung dịch phân đã pha theo tỷ lệ 1:40 cho mỗi lần xử lý, thì quá trình xử lý phân sinh học này càng tăng hiệu quả. Đồng thời, vườn cây lúc này không cần cung cấp thêm bất cứ chất gì. Tôi thấy rất là đơn giản sau khi mà được các anh em hướng dẫn cái kỹ thuật của mình pha rồi cách sạch nó như thế nào thì sau đó là mình triển khai rất là đơn giản. Rất là đơn giản, ai cũng làm được. Nhưng mà có một cái là mình sạch bằng máy thì nó đỡ hơn cái lần mình sạch bằng cái tay. Chi phí cái nhân công mà để mà sạch sạch thuốc thì tôi thấy là nó đỡ hơn rất nhiều. Thí dụ như bây giờ là ba người sử dụng ba công nhân trên một chiếc máy cài thì như vậy là một ngày thì tôi làm được 10 hecta. Trong khi đó thì tôi làm phân thì 4 người, một người lái 3 người thì như vậy là làm khoảng được 50% thôi. Vì cái lượng phân của nó bỏ rất lớn. Thì trước nhất thì mình thấy tạm thời thì thấy nó tiết kiệm đó. Cái nữa là về cái vấn đề cái cây nó bị khô miệng cạo. Cây khô miệng cạo thì nông dân thì trồng cao su người ta sợ nhất là ba vấn đề. Cái thứ nhất là khô miệng cạo. Cái thứ nhì nữa là nấm hồng. Thứ ba nữa là vàng lá. Nhưng mà cái web này thì tôi thấy là trước nhất là coi như là về cái vấn đề ba cái bệnh này thì có thể có khả năng nó trị được. Bệnh khô miệng cạo hay còn gọi là bệnh chết miệng cạo. Bệnh này chưa rõ nguyên nhân, hiện nay được xem là bệnh sinh lý. Thực tế nghiên cứu trên vườn bệnh, các nhà khoa học cho rằng có khả năng bệnh phát sinh từ việc lạm dụng phân hóa học và chất kích thích trên cây cao su. Khi đưa nhiều phân bón hóa học, chất kích thích vào thời gian đầu, lượng mủ sẽ tăng đột biến trong vài tuần. Nhưng dần dần sau đó, lượng mủ sẽ giảm hẳn, từ từ miệng cạo sẽ khô và không cho mủ nữa. Triệu chứng của bệnh này là trên cây đang cạo mủ bình thường xuất hiện các đoạn mủ khô ngắn trên miệng cạo, vết khô lan nhanh và sau đó cây bị khô mủ hoàn toàn. Bệnh này có thể phân thành hai loại: khô mủ toàn phần, biểu hiện là miệng cạo bị khô hoàn toàn, mặt cạo bị khô và xuất hiện các vết nứt trên vỏ cạo;
khô mủ từng phần. Biểu hiện là miệng cạo bị khô từng đoạn ngắn. Nếu cho cây nghỉ cạo một thời gian, cây sẽ cho mủ bình thường. Vườn cao su có sử dụng chất kích thích và cạo không theo đúng quy trình kỹ thuật dẫn đến tình trạng trên. Vườn có tỷ lệ khô miệng cạo trên 6%, phải điều chỉnh chế độ cạo. Khi tỷ lệ bệnh tăng lên 10%, phải tạm ngưng khai thác và áp dụng biện pháp sinh học xử lý. 100cc chế phẩm quét pha với 4 lít nước, xử lý một gốc cao su. Xử lý 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày. Qua nhiều khảo nghiệm, trên diện rộng ở nhiều vườn cao su khác nhau, cho thấy cây phục hồi tốt. Với các cái bệnh mà trên cái miệng cạo của cây cao su như là khô miệng cạo hay là rét sọc miệng cạo thì cũng là do các cái loại vi khuẩn, các loại nấm bệnh gây ra. Và khi chúng ta sử dụng quét thì nó cũng có tác dụng tương tự như vậy. Ở đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý thêm, quét nó có tác dụng là 2 trong 1, tức là khi bà con sử dụng thì nó cải tạo được cái môi trường, nó tăng được vi sinh vật có ích và sinh vật có ích, do đó nên cái khống chế cái bệnh rất là tốt. Nhưng đồng thời cũng đem tới một cái lượng dinh dưỡng rất mạnh cho cây, và do đó nên cây vẫn phát triển tốt, chứ không phải là chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta hồi phục không. Do đó nên chúng tôi rất là khuyên bà con nông dân là nên sử dụng cái quét một cách lâu dài, để làm sao cho cái môi trường của chúng ta vừa sạch vừa xanh, nhưng mà cây trồng chúng ta lại đạt được năng suất cao. Việc lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trên vườn cao su sẽ làm mất cân bằng sinh học, phá vỡ hệ sinh thái, thiệt hại về năng suất, chất lượng nông sản. Vì thế, việc ứng dụng một giải pháp hữu cơ sinh học vào thực tiễn sản xuất có ý nghĩa lớn. Qua nhiều năm áp dụng tại vùng canh tác cao su Đông Nam Bộ và trên nhiều giống cao su khác nhau, cho thấy chế phẩm quét là một biện pháp kỹ thuật mới, có tác dụng cải tạo đất, tăng độ màu mỡ cho đất, góp phần nâng cao chất lượng nông sản ở mức an toàn cho người sử dụng, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, góp phần bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái khu vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người sản xuất, góp phần tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí mua phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Đây là xu thế chung của nền nông nghiệp thế giới. Từ việc nghiên cứu và khảo nghiệm nhiều năm nay thành công, mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo ứng dụng phân sinh học này vào canh tác nông nghiệp.